Thưa quý vị và các bạn, hiện bây giờ mình cũng đã đến và tiếp cận được hiện trường vụ đá lăn tại núi Ba Thê của huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang vào trưa nay. Bây giờ thì các bạn có thể là nhìn thấy có rất nhiều những tảng đá nằm chắn ngang lối lên xuống đỉnh núi Ba Thê. Đây là con đường độc đạo luôn ạ. Bây giờ bữa trưa ngày 16 tháng 8 thì chỉ có một tảng đá lớn các bạn thấy ở giữa đó bị rơi xuống và lún sâu vào con đường đan này các bạn, cỡ khoảng 1 mét đây, cái độ rất là sâu luôn ạ. Ở trên màn hình chắc có thể là các bạn cũng không nhìn thấy được hết. Đường đan thì đổ rất là dày. Khoảng 1 tấc mấy như thế này. Rồi những ngày sau đó thì tiếp tục mình thấy đây là có rất là nhiều tảng đá các bạn, nhưng mà không biết là có một tảng hay là nhiều tảng, nhưng mà theo mình nghĩ có một tảng rất là lớn rơi vào cái vị trí phía trước này đây. Rồi những tảng đá này sẽ bị dăng ra. Đây các bạn thấy dăng ra thành nhiều tảng đá nhỏ như thế này. Bạn trèo tới không thấy được gì. Đây là khu vực phía trên bạn. Nhưng mà vị trí trên đây bị án cây nên mình cũng không thấy được hết, nhưng các bạn có thể thấy đoạn đường đá lăn khiến cây cối bị ngã đổ và bây giờ nó đã bị héo rồi. Có hôm qua nè, hôm qua tôi chở khách lên đây là tôi mới gặp đó. Là lúc đó là 11 giờ rưỡi, lúc tôi chở khách xuống là chú chở 11 giờ khách đưa xuống rồi. Rồi tôi đâu có khách nào tôi chạy lên nữa. Tới sáng hôm qua tôi đưa khách lên tôi mới gặp, tôi giật mình thôi. Các bạn vừa nghe một chú chạy xe ôm, chú là người dân địa phương ở đây, chú cũng đã chia sẻ vào thời gian khoảng trưa ngày 16 tháng 8 cách đây vài ngày thì một tảng đá rất là lớn mà cũng không biết một tảng hay là nhiều tảng, thấy có một tảng đá rất là to bị rơi từ trên đỉnh núi xuống và chắn ngang con đường như thế này, con đường dẫn từ chân núi lên Thạch Đại Đao, và hiện bây giờ đường lên Thạch Đại Đao chỉ có con đường duy nhất này thôi nha các bạn, đã bị chặn và không biết trong vài ngày tới thì những tảng đá này nó có đứng vững hay không, hay còn những tảng đá đá khác rơi xuống nữa rất là nguy hiểm nha các bạn. Nên là khuyến cáo mọi người hạn chế đến Thạch Đại Đao vào thời điểm này. Có thể sẽ tiếp tục rơi những tảng đá khác xuống nữa. Đoạn video vừa rồi chính là hiện trường của vụ đá rơi từ trên đỉnh núi Ba Thê xuống dưới đường dẫn nha các bạn. Đường dẫn từ chân núi lên Thạch Đại Đao. Thì cũng cách vài ngày thôi, điều mà mình cũng cảnh báo với mọi người là hạn chế đi lên Thạch Đại Đao vào thời điểm này, có thể đá vẫn còn tiếp tục rơi và lăn xuống đúng 3 ngày các bạn. Mình nghe nói là lần sau này là ngày 19, sáng ngày 19 thì có nhiều tảng đá rơi xuống cũng ngay vị trí này luôn, nhưng mà mình cũng không biết được đây là một tảng hay là nhiều tảng. Có thể là một tảng sau khi va chạm vào tảng đá lớn lần đầu á, nó sẽ bể ra thành nhiều tảng đá khác, hay là có thể là nhiều tảng thì cái này cũng không ai biết được. Hiện bây giờ thì lực lượng chức năng cũng cử các chuyên gia đến khảo sát nha các bạn, khảo sát những tảng đá mồ côi như thế nào. Rồi có thể sẽ tạm phong tỏa con đường từ đây lên từ chân núi lên Thạch Đại Đao để cho đảm bảo an toàn trong vài ngày nữa. Nhưng mà không biết khoảng
Chừng nào mới đi được nha các bạn. Hồi nãy lúc mà mình lên mình thấy có một cái bảng thông báo, nhưng mà thấy có để bên đường nên mình còn chạy lên được. Mình thấy có xe lên mình chạy theo lên, nhưng mà mình nghĩ là chiều nay là có thể là sẽ phong tỏa luôn nha các bạn. Tại vì mình thấy có lực lượng công an quân đội cũng đã vào cuộc rồi. Điều này cũng tốt cho chúng ta thôi nha các bạn. Tại vì thời điểm này các bạn đi lên, nếu mà chẳng may một tảng đá rơi xuống trúng hoặc là gần đó mà lăn đúng trúng chúng ta thì phải nói là cực kỳ là nguy hiểm luôn. Nên là theo mình nghĩ an toàn là trên hết, các bạn không nên đến vào thời điểm này nha các bạn. Mình đi vòng vòng đây mà mình phải đội mũ bảo hiểm nữa, thấy rất là hồi hộp các bạn. Mình ghi hình xong là mình tranh thủ mình chạy xuống luôn. Hy vọng lực lượng chức năng cùng với các chuyên gia khảo sát sớm có giải pháp để khắc phục những thiên tai, để chúng ta có được không gian để đi lên Thạch Đại Đao, nơi thờ tự trên này, và cũng là một điểm để chúng ta có thể là tham quan ngắm cảnh đẹp nhất tại khu vực Ốc Eo Ba Thê này. Là có thể là một tảng đá rất là lớn khi rơi đập vào cái tảng đá rơi ngày 16 đó sẽ bị dở ra. Có thể là một tảng rất là lớn mà nó rơi ra thành nhiều cái tảng đá như thế này. Giờ chỉ còn có được cái chút xíu để anh em có thể là chạy xe máy lên được thôi nha các bạn. Mình cái lần thứ hai là rơi đúng ngay cái vị trí của cái tảng đá trước. Hả? Chú có thể nhìn thấy cái tảng đá bự đó. Nó rơi ngay vị trí đó chứ. Tại vì bữa trước là cái con có tới đây rồi không có cái mẻ dấu mẻ đó. Nên nó rớt là một phần sẽ nằm bên đây, một phần nằm bên kia. Nhưng mà thấy cái tảng này quá lớn nè. Mà không biết là một tảng lớn hay là hai tảng. Không gần. Tại đâu không ai chứng kiến nên cũng không biết được. Không có chứng kiến được. Được quả cái núi sập mới hay rồi đi lên. Trước mấy ngày đó có mấy cái chữ tàu đó không? Không biết nữa, sau thấy mấy bạn quay mấy bữa trước là tới là đã thấy có rồi. Mà nếu mà có trên đỉnh núi có nghĩa là người ta đã đến đó, người ta đến được vị trí đó. Còn nếu mà không có không đến được là có thể là khi đã rớt cây rồi. Không phải, cái này là mới ngày đêm hôm qua thôi. Không, mấy bữa đầu là đã thấy rồi. Đã thấy rồi nhưng mà không biết là do khách hành hương người ta đi tới đây người ta cúng thì người ta có ghi hay không, hay là ở trên đó giờ cũng không ai xác nhận được luôn. Tại vì thấy mấy bạn quay rất là sớm mà vẫn thấy có cái dòng chữ. Cũng có dòng chữ đó. Còn nếu không thì có thể là nằm ở một vị trí mà người ta có thể bước ra được, người ta mới ghi được đó. Cái này giống như là nó rớt rồi mới ghi. Dạ. Với đúng theo nó nằm cái đá thì nó dính cái trong cái vách trong nó thì làm gì có được. Đúng rồi. Em nghĩ cũng rớt rồi mới ghi chứ nếu ở vách đá treo leo mà ai ra được tới đó để ghi mấy cái dòng chữ đó. Mà chữ này hình như ghi bằng chữ tàu hay gì đó. Không có đọc được. Cây đó là cái tảng đá đó. Tảng đá đầu tiên á. Mình biết rồi, mình tại cục đá thì nó lở ra cái đá trong đó là đâu có dính líu gì đâu mà như có biết. Ở này có hai mặt luôn, vậy là chắc là xuống đây người ta mới ghi chứ. Chứ trên chứ trên vách núi treo leo ai trèo trên được. Vậy hả chú? Vậy là rớt xuống người ta mới ghi phải không? Rớt xuống người ta mới ghi rớt cái cục này nè. Dạ, con nghe nói là bữa trưa ngày 16. 11 giờ rưỡi. Dạ. Còn cái bắt đầu còn cái cục này rớt ngày hôm kia. Hôm kia, vậy là bữa 19 Tây. Phải rồi, rớt 4 giờ rưỡi chiều hả chú? 4 giờ sáng đó. Khuya, cũng may giấc khuya cũng không có người đi qua lại. Nhưng mà sáng sớm chú chạy xe lên chú thấy phải không? Dưới nghe rồi. Dạ, vậy chú nghe rớt tiếng có tiếng động luôn. Dạ. Còn nghe nữa đó. Còn nghe ở dưới đó. Sao rồi? Đây nè. Cái cục đá này là tôi có lên chỉnh rồi nữa đó. Tôi dẫn người tấp rồi lên quay rồi là nó trống lỏng hết trơn luôn. Dạ. Cục đó đó, lên đó đó.
lên rồi đó là quay. Vậy là khỏi cái chỗ trống đó, tuốt ở trên nữa phải không chú? Còn thấy trên còn cây ngã. Đâu có, đây nè, nơi chân châu đó nó cũng như mọi cũng như nó. À, cái dấu khuyết vô hả chú? Ừ, nó hầm hết kia là cái cục dưới này bắt đầu là nó lăn xuống rồi nó còn cục trên nữa đó. Dạ. Còn hai cục trên luôn nữa. Dạ. Đó quay rồi đó, tôi dẫn người ta lên đó. Người ta quay hồi ngày hôm qua đây nè. Dạ. Nó bò lên đó đó. Rồi rồi, con thấy vậy là con cũng nghi chỗ đó, nhưng thấy ở trên có cây ngã. Không có thì có cãi của bà con đi. Vậy là nghe đó phải không? Cái này nè. Dạ. 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 Mấy cây ngã là bắt đầu từ khúc dưới này. Dạ. Như cục đá trước nó nằm dưới này nè. Dạ. Tới cục sau dạ. Chắc tại ông chú này là chú người ở đây mà chú chạy xe lên xuống rồi chú rõ. Dạ. Dạ. Chứ treo leo đó ai mà bò ra đó mà viết chữ ghi chữ làm gì? Dạ. À. À, sau khi rớt xuống va chạm với tảng đá đầu tiên các bạn, tảng đá lần thứ hai này giờ mình không biết là có bao nhiêu tảng, nhưng mà giờ hiện tại là rất là nhiều tảng đá, bên dưới là những đá nhỏ 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 rất là nhiều luôn. Vậy là ráng trèo ra tới đó luôn. Dạ. Dạ. Hai thằng đi ra, hai lúc đi chạy ra. Cái hai thằng trung xuống đó đó, mình ngồi rung đó, trời nó trên trảnh nhất vậy. Dạ. Đúng rồi, ở trên nó cũng thấy còn mấy tảng đá nhỏ nhỏ trảnh đó chú. Còn nhóc trảnh trơn á. Dạ. Ở trên đó các bạn. Nói chung mà leo lên đó phải rất là mạo hiểm và rất là nguy hiểm nha các bạn. À, thường cũng khuyến cáo là không nên. Không nên trèo lên đó. Tại vì đường đi ra hiểm trở là một chuyện, còn một chuyện nữa là phía trên còn có nhiều tảng đá nữa. À, có thể là rất là nguy hiểm khi chúng ta trèo lên đó nha các bạn. Đi qua chú lên tới đỉnh luôn. Tôi dắt người ta đi mà. Dạ. Yeah. Đâu biết đường đi đâu. Dạ. Yeah. Trên bắt đầu mấy thằng kia cũng bơ giống như ông vậy nè, nó quay. Dạ. Rồi tung vô đó hai lần luôn. Cái nó năn nỉ tôi hoài, rỉ là thôi, bắt buộc tôi phải đi luôn, dẫn đường. Dễ dễ lên chú qua tới cầu sắt luôn không? Qua tới cầu sắt có đường đi xuống. Dạ. Về đường rừng ha. Chạy vòng qua đó lên đó, lên cái đao á, bọc đó. Rồi là chút lên cái đao đi nè. Được. Cái này lên. Về trên đường. Nè, cái đường này là tôi mở ra còn ngày hôm qua nè. Dạ. Diễn qua là đắp cát chứ, đắp cát cho đắp cát thêm. Đắp cát. Dạ. Tại cái đó con nhớ cái rảnh dạ. Cái rảnh sâu không chú? Dạ. Dạ. Xe lên không được. Qua có thấy bùn cát thì sợ xe không? Dạ. Dạ. Thấy chú không là quản lý rồi đó. Cái này con thấy có nhiều tảng đá, vậy là theo chú đoán là mấy tảng đá rơi xuống lần thứ hai chú? Thứ hai này tôi đổ mình cũng không biết, mà chắc tôi đổ chắc rớt xuống đây là nó đụng với nhau. Con đổ là có một cục, một tảng đá lớn thôi đập vô đó. Ờ đúng rồi đó. Con thấy nó văng ra hai hướng. Phía bên này cũng có, phía bên kia cũng có. Tôi đổ cái gì đó. Dạ. Nó rớt một cục một rồi nó bắt đầu nó đụng với nhau rồi nó mới bể như vậy đó. Dạ, tại vì cái lần trước thì cái tảng đá đó đâu có mẻ nhiều dữ vậy. Không có mẻ mà tạo nó rớt thành nó đụng vô cái cục đá đó. Dạ. Nó mới mẻ. Dạ. Thấy không? Mà con thấy đá này rất là chắc luôn á chú. Chắc. Phải là răng mình đục vậy ha. Chứ không phải như đá Bình Phú Quốc, Phú Quốc non nhách mà nó đen thui à. Đá bự đó mà bởi được là hay ta. Đá này mà nó tức ba chừng kia xuống. Cao chừng đó nó lăn xuống mà nó dội nó đụng với nhau nó phải để rồi. Dạ. Yeah. Thấy không? Nói gì đúng. Rớt ngay chỗ này ha. Ai mà biết đâu. Này cách nhà cũng xa xa gặp gần nghe rung rinh luôn hả chú? Không, ở dưới nghe. Dạ, ở gì xa mà chú còn nghe nhỉ? Dạ, ta cũng thấy chân núi cách đây cũng cả hơn cây số. Ngày qua tôi nó đi hôm qua tôi nó lội lên đó đó. Hai anh em lên đó mà ngồi vô cái bậc đó, hai anh em rung dữ vậy. Đi đường nào lên chú? Đi đường thanh cao đi xuống. Tránh đường đó. Các cô tính đi hay gì? Đi này. Anh em lội. Đi này là đi đường rừng không à, rừng dây nè. Nó nói trời ơi trời, sợ quá chú ơi. Tỉnh đi. Đó là sợ 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 mấy tảng đá trên thôi anh chú. Sao rung rung gần chết luôn. Theo luôn hả? Ừ, hai thằng ngồi ngay chân chỗ đó. Thành là rung theo luôn. Rung, nó rung luôn. Rung luôn. À, vậy là vị trí tảng đá lăn này cũng không xa lắm các bạn, cũng gần đây thôi. Đây các bạn có thể là thấy ngay chỗ cái khoảng trống trống đó.
cái hàm ếch đó chính là những tảng đá bị lăn xuống. Tại hôm qua chú đây cùng với những người bạn đồng nghiệp của mình á, cũng đã đi lên trên đó để xem coi cái vị trí vị trí của viên đá lăn, tảng đá lăn bắt đầu từ đâu. Yeah, chú đi được 1 lần. 2 lần luôn á hả? Dạ. À, đây các cô chú các anh chị cũng hay tin cũng đến để tại hiện trường để xem những tảng đá lăn tại núi Bà Thê vào trưa ngày hôm nay. Đây là những tảng đá nhỏ, cái này như ở chân núi mà, ở chân núi có sẵn. Và đây là những đá bị vỡ ra đây. Vỡ ra, đá rất là chắc luôn các bạn. Mình thấy là mấy ngày nay có mưa các bạn, nên là một phần cát cũng đã lấp những cái lỗ này. Nên là bây giờ các bạn không nhìn thấy rõ cái những cái mảng bê tông bị bong lên y như cái video trước mình đã có đăng. Bên đây là cái rãnh thoát nước. Các chú đi lên xuống bất tiện cũng không đi được luôn bạn, chắn ngang là không đi được luôn. Ngày hôm qua như chú nãy có chia sẻ là chú phải ôm những tảng đá nhỏ rồi đất. Mình thấy đây có mấy bao cát rồi, chắc các chú có thể chú chở lên để mở đường tạm để chở khách lên xuống để cúng và vía đền Thạch Đại Đao ở phía trên đỉnh núi. Không phải em Thiện Sứ Dừa, đây đã Cần Thơ bữa nay không có đi, hôm qua như có quay rồi. Đây còn một cục lăn xuống tới đây luôn. Anh chị gần đây không? Dạ, cô cũng gần đây hả? Cô gần đây không? Dạ, ở túc nước sập cũng chạy lên nhìn lần mấy triệu. Vậy là lần đầu tiên là cô có lên rồi luôn. Nay quá trời cục luôn hả? Ôi sao chú chở được đất lên đây hay là chú lấy bao chú chở cát lên hả? Hàng chi con thấy có cái bao. Chú chở mấy chuyến mà nó lắp được nhiêu đó? Chú chở được mấy chuyến mà mới lắp được cái đường đi? Dạ, con thấy cũng nhiều rồi nha. Chứ đây không có chỗ nào lấy đất được hả chú? Dạ. Dạ, đây đá không ha. Đây chú, đây là mở đường nha các bạn. Mở đường cho người dân có thể là đi lên xuống được. Vậy dưới đó là cái đợt trước lăn hả chú? Dạ, nhưng mà nhỏ. Không có, nó bay xuống đó à. Dạ. Đó cái cấp xài không? Dưới đây có mấy cục đá nhỏ đó các bạn.
khỏi cái xài luôn rồi, khỏi cái xài luôn rồi. À, thấy có đường nè. Xài rồi, nó giấu qua tới cái xài rồi, khỏi xài đó. Máy mình không có ống zoom các bạn nên không quay được cái dưới. À, nhưng mà thấy có một cái lằn cây ngã. Không, nó văng lên trên luôn mà. Còn đó, còn đó, bỏ đầu chết đó. Nó đi gà nó xuống khỏi gốc xài rồi. Xuống gì đây chứ mình xuống quán rồi đó quay xuống hai ba cục nữa thì rồi đó. Nó đi ghê không? Địa phương ở đây là có cái chương trình gì để cho các cục này nó không có đâu, cái lần này chắc cái này là cấm. Hồi nãy anh chạy lên con thấy có đoàn công an huyện Thoại Sơn lên với các chuyên gia để khảo sát. Có chạy tới đỉnh nữa nhưng mà tình hình con sợ có thể là bị chặn luôn cái lối lên nữa chứ. Lúc này mấy chú bảy chỗ ha, đi xe bảy chỗ ha. Dạ dạ đúng rồi. Chỗ đậu đây nè. Chỗ đậu chỗ này nè, đâu có lên đây, đâu lên đây khảo sát nè, không có lên đó đâu. Tại tôi địa phương đây là tôi ở đây hồi đó tới giờ. Tại vì người dân cũng lên xuống để cúng giếng hàng ngày mà nói chứ. Tôi mới dọn cái đường cho bà con đi đó. Phải có đường để đi lên chứ. Ở trên đây có nhà ai hay là chỉ có thạch đại đao không? Trên đó có thạch đại đao, nó là các vị sơn thần đâu, trên đó cúng trên đó thôi. Trên đó không có nhà ai. Vậy là chủ yếu là khách lên viếng. Có khách lên luôn, sáng giờ lên cũng đông lắm, bây giờ xuống rồi, đi cúng xuống rồi. Ủa ngày nào cũng vậy hay sao chú? Ngày nào cũng vậy chứ. Rồi tôi mới mở cái đường ra đó, vậy đó dành cho bà con đi. Đúng ra cái này là đi lên không được. Cái đó phải mở ra chứ. Nói chung là tại địa phương ở đây chú sửa đường lại nha các bạn, chứ đúng là cái đường này ngang qua là không đi được luôn. Xe qua không được. Nên chú mới chở đất, lấy bao chú chở đất lên. Rồi đá rồi chú kè thêm đây. Vậy chú dọn cây rồi ha, dọn cây rồi cho nó thông thoáng để mình đi tạm. Không mở thêm này cho bà con lên mà cũng làm phước mà hả chú, mình đâu có ăn tiền của ai gì đâu chứ, mình đâu có gấp cái tiền chứ, đâu phải mình đập phá gì đâu ha, đâu cái này là dự mơn gì, cái này là tự nhiên đó, trên đó là nó đi xuống, bây giờ mở đường cho bà con nó đi thôi chứ. Đây, các bạn có thể là thấy trưa nay các cô chú các anh chị cũng khắp nơi cùng về đây để ngắm nhìn những tảng đá lăn từ trên đỉnh núi Ba Thê hai lần nha các bạn, hai lần, lần thứ nhất và nghe chú đây chia sẻ là vào khoảng 11 giờ rưỡi ngày 16 tháng 8, sau đó vài ngày 6, 17, 18, 19 4 ngày sau bạn là tiếp tục, chú nói là khoảng rạng sáng, cũng gần sáng này chú nghe có một tiếng động và tiếng đá rơi. Chú nghe đá rơi chú nghi đây rồi phải không, chú nghe tiếng động rồi sáng chú chở khách lên chú thấy mà chú có nghĩ là rơi cùng một vị trí không? Nghĩ là chỗ khác hả chú? Nhưng mà hình như là rơi lần hai chú mới cùng đoàn YouTuber thám hiểm rảnh phải không? Lần đầu. Đúng rồi đó. Lần thứ hai đó nó mới rủ tôi đi. Chứ lần đầu chú không có lên ha. Mà cái đó nó rủ tôi đi chở như vậy rồi. Là nó là cho tiền tôi muốn cà phê. Dạ. Trong khổ đó. Nó quay rồi nó cho tiền mà. Với chú địa phương ở đây chú rành đường. Rành đường không biết đường đâu, không có nói gặp con gì. Thôi kệ, mạo hiểm chiến mới biết được cái nguồn cơn từ đâu á chú. Cũng may là có chú đây là người địa phương nên chú dẫn dắt các bạn đồng nghiệp của mình lên ngay vị trí đá lăn luôn. Còn mình thì cũng không đủ can đảm mà. Chắc có thể các bạn YouTuber kia trẻ hơn. Mà chú nói chứ chú cũng lớn tuổi mà chú còn đi được, mà tại chú người địa phương. Con đi. Nó sợ tôi luôn mà. Cái kia nó ông già mà ông nội dữ thôi. Quen rồi.
chứ còn giờ con cũng không dám nữa, có bữa sạt lở núi trên đấy con leo lên, có một bữa đi về sao mà mấy ngày sau con nằm không. Ở đâu đi ạ? Quất đi trên núi Dài con Bến Tre. Ờ, Bến Tre chứ hả? Dạ. Con lên núi Dài Vạn Liên xong rồi chạy qua bên núi Cấm. Núi Cấm thì cái đường lên nó khó. Quất con đi bộ từ dưới lên, đi lên đi xuống mất 3 tiếng đồng hồ. À, rồi đi về hồi xuống thì không sao, xuống cũng khỏe lắm. Mà đi về cái hai cái chân đứng dậy không được. Bủng rủng hết á. Giống như lâu quá không có vận động á chú. Còn dù các vận động viên người ta leo núi thì ta có vận động thường xuyên. Bởi vậy khi đi lên mình vừa rồi cái video mình chia sẻ các bạn là ghi hình cái điểm sạt lở tại núi Dài Vạn Liên và núi Cấm các bạn. Mình đi rất là cực. Dạ, nó hổm nằm mép bên hả chú? Chú cùng với mấy bạn đồng nghiệp con là lên tới trên đó rồi đó cô. À, nó chú lần qua. À, tại này lăng hôm kia nghe chú nói là lăng rạng sáng bữa 19. À, chú đón lòng hẳn chú nói là chú nghe tiếng động là 4:30. À, ngày hôm qua là 20, qua 20 là chú sửa này là hai bữa đó chú làm liền. Vậy tới ngày hôm qua luôn, vậy là bữa 19 là không ai lên trên núi được luôn. Đâu ai lên được đâu. À, có đi bộ lên được. Đi bộ được, đi xe chạy xe được. À, xe được, tới đây phải đậu lại rồi. À, chú mở ra được cũng khoảng vài tấc nó đi được rồi, chú dọn cây rồi trong đây nè. Dạ, nhưng mà cái vấn đề dời này là dạ, coi cái nữa coi mấy ông về nước mấy ông tính lần sau mấy ông còn lên xuống này nữa. Dạ. Tại vì nếu ông không bái thì bắt đầu xích tiền mua mở xích trong đó hả chứ. Dạ, coi để mấy ông tính coi làm sao. Tính còn sao. Giờ là mình làm con thấy dạ. Tảng đá Sơn Thần đó là lâu chưa chú? Cái đó là năm nay nữa là 7 năm rồi đó. Cũng ở trên đỉnh rớt xuống. Dạ. Cái đỉnh nó rớt xuống chắc nó luôn bít cái đường luôn. Cái tôi mới mở với ông nữa, tôi cũng làm ở đây nè, còn cái này tôi cũng làm nữa. Mà lúc đó mần lậu chưa chú? Làm rồi. Dạ. Cái cục đá nó trắng. Dạ. Nãy em lên em có thấy, cái tảng đá đó. Đường ra, xin keo không được. Dạ. Vậy là keo không được. Dạ rồi nên mới để tôi mới chở cái mặt bàn lên tôi mới đỡ đó, chân hương để cho ta cúng rồi tôi mới mở ra cái đường đó, đó. Mà nhờ bà con người ta cho tiền mình mua xi măng giúp rồi tôi mới dạ. Mở ra cái đường ra đó. Dạ. Chứ xin keo không được. Dạ, không gì? Biết coi cục đá này là chưa nè. Dạ. Chưa xin keo đó, trời coi mấy ông gái coi sao, tính dạ. Tình hình coi sao. Dạ. Đó. Muốn vợ này còn đó muốn vợ này là đợi bắt đầu khi huynh chảnh xuống nữa coi cái đâu yeah. Cái khi huynh chảnh bây giờ còn trên chảnh á chưa dám đời đâu đó bây giờ là mình làm cái đường này trước mắt làm cái đường này cho cái lui là yeah, đi tạm đi hắn chú nó đi tạm đi yeah. Đi tạm nhưng mà người biết đường thôi còn ai mà lạ chạy cũng nguy hiểm lắm á. Bây giờ thắng mình đậu cát kia mình đi đỡ đi yeah. Vẽ rồi đó chạy qua giờ vẽ yeah. Rồi đó tại con sợ mưa trôi mất công chú phải chở cát nữa mẹ chứ biết không giờ yeah, phải chịu cực cái chú hy vọng là ông mưa cũng không lớn tại con thấy là mưa con thấy cái độ lúng cả thước mà nay cát như mưa trên trôi xuống lấp lại cũng nhiều á nên là không có thấy được bữa nay không thấy được cái độ sâu nói đá này con thấy nó cứng hay chứ không phải nhiều đá bình Phú Quốc đá đen đen á đá mình chọi bể cái đá non dạ. Đá này và cái đá bình dầu chư thần lỡ chỗ nào rồi anh ơi dầu chư thần á là mé sao á chú mé sao chú đi đường vòng đường đan á trời bữa con đi đường trước thì cực cũng chết luôn đường trước ở ngoài trước ngay khu quân sự á chỗ chùa hoặc nhỏ chạy thẳng lên đường đó khó đi phải không à, bữa con đi là ngay chỗ cái cổng chào Tri Tôn á. Yeah. Rồi cái mấy chạy vô trong ngay chỗ cái hồ gì cái hồ gì quên người ta hồ
có cái hồ. Cái hồ chỗ chia núi Cô Tô. Dạ. Không? Không, cái hồ này nằm tuốt ở bên cái vừa vừa cái cổng chào Tri Tôn á. Coi vừa vừa thôi, coi đứng coi nhiều nguy hiểm đó. Rồi cái vô đó ngay chân núi là ngay khu quân sự. Cái vô cái đuổi ra, vô đuổi ra cái mấy bạn đi trước rồi chỉ đường vậy mà còn đi kiếm hoài không được. Nó còn phải đi vòng lại. Găng hay trơn rồi. Trên nó giờ bị găng luôn. Ngày qua tôi đi lắm má chả như chân rồi, nó hở chân rồi. Mà bên núi Cấm á chú đi không không có nhà dân nha, không có nhà dân à, đi là phải chấp nhận đi là phải thủ vài tiếng đồng hồ. Đi từ dưới chân núi là mò bò lên. Ừ. Dưới chân núi bò lên chứ không có đi cái à, không không có nhà dân, còn ở núi Dài Vạn Liên thì có cái nhà chú Bảy gì cái bên á. Mình đi qua ở gần. Vậy là cái chỗ đó nó sạt sâu không? Dạ. Sâu á, một bên á nó y như tạo hình chữ V vậy á, một bên là đá. Cái một bên là đất. Cái bên đất á, cái dốc nó rất là đứng nên là không có lên được. Mình đứng như này nguy hiểm lắm. Vậy là anh có đi lên dãy hả? Có đi rồi, tôi đi ngày đây mà. À, chú người địa phương đây mà. Địa phương đây mà. Tôi đi ngày qua rồi, tôi coi rồi, tôi khám phá rồi. Là đã đi qua cầu sắt. Nó qua cầu sắt nó bắt đầu lộ bộ xuống đó. Tôi hôm qua tôi đi khám phá trên rồi, nó meo dữ lắm rồi mấy cô ơi, mấy cô coi rồi thôi đi rồi xuống đi đừng có đứng gần cũng nguy hiểm lắm. Nhất là trên trên đó rồi nó găng là trên. Thấy trên còn mấy viên đá, mấy tảng đá còn cả. Chúc Quỳnh cũng may mắn nha. Rồi cảm ơn anh. Tôi giờ nghiên cứu làm cái đó ra là cho bự găng chút nữa nè. Nó chắc mơ làm quá. Có xin keo được chưa? Xin keo không, cái cục đó xin keo là chưa. Để, còn cái này là mình làm cái này cho tao đi tới lui thôi. Đó, để đó. Để cho tao đi đi ông ơi. Để đi. Để cho tao đi đi ông đừng có làm ra ông ơi. Có cũng như là mình làm ra đằng sau mình chạy tới về luôn vậy đó. Ừ. Tao không cho chạy luôn, ông làm chạy tới chạy luôn. Mà người địa phương thì nói chung là chính quyền cũng tạo điều kiện cho bà con cô bác đến dân hương. Đến cúng vậy đó. Làm được. Không bao giờ thấy nào mà tay mà lăn mấy cục có được nổi chứ. À, đoạn đường này thì mình thấy là làm mới rất là khang trang. Mặt đường này chắc cỡ thấy chắc cỡ 7 mét luôn quá. 6 7 mét vậy. Bề ngang hả? Dạ. Bề ngang thì 3 mét vậy. Không có, này nhiều hả? Em thấy nhiều à. Em nghĩ chắc tệ như cũng chắc cũng khoảng chắc 4 mét quá. 4 mét rồi, hành lang luôn này nọ chắc cỡ 6-7 mét vậy bạn. Tại vì phía hành lang đây là có hai bên có rãnh thoát nước nè. Rồi có lan can bằng sắt nữa. Mình thấy là làm rất là kiên cố luôn, rất là bài bản. À, này là đoạn đường khách đến lên trên đỉnh núi Ba Thê để hành hương, để cúng vía rất là nhiều. À, ngày nào cũng có luôn, à, không phải nhất thiết là ngày lễ. Vậy là bữa nay cho mấy quý vị lên hình luôn rồi đó. Các cô lại là nghe nói là có đá lăng nên các cô lại xem. Lên đây xem ha. Nãy lên cũng tình cờ gặp các cô các chú các anh ở đây. Nãy có mấy chú nữa, chú xuống núi rồi đó. Nãy lên đông lắm. Đây bà con lên cũng như coi sự kiện đá trên núi lăng trắng giữa đường như thế nào là cô chú anh chị các bạn. Mình là cũng gần đây không hả? Mười mấy cây số hả? Có ai địa phương đây không? Có, nãy có cái chú. Nãy có chú heo không đang ôm hả? Mà chú mới vừa xuống núi rồi. Hôm nãy phỏng vấn chú đó được rồi. Không có duyên với ông địa phương rồi. À, người bạn đồng nghiệp của mình cũng mới chạy lên các bạn. Nhận thiệt chứ mình thấy ở nhà nó cột nhỏ vậy. Dạ. Đâu có thấy được. Nói chung là các cô các chú các anh chị đây cũng muốn là xem tận mắt để coi thực tế như thế nào, nhưng mà sau khi cô nhìn thấy thì thấy thực tế quá trời lớn luôn, phải không? Quá lớn luôn. Cũng giống như cái điểm sạt lở ở trên núi Dài Vạn Liên với núi núi Cấm á, cô cũng chưa đi lên đó. Dạ. Tính đi đó. Nhìn thấy là thấy nhỏ lắm, rồi cái khi mà lên thực tế cảm thấy mình choáng ngợp luôn. Giờ đá sao mà nó nằm ngổn ngang ở trong cái mình cái tưởng mình quá. Dạ. Quá anh đi rồi hả? À đi rồi chị. Mấy quý vị này là ta đi hết rồi chứ dễ. Tại vì chị biết sao, ví dụ như cái đường dốc núi xuống vậy nè, rồi cái chỗ nào mà cái đường mà nước chảy đá lăn á là nước nó chảy á, kèm với đá nó sạt lở xuống nó sẽ trôi theo cái rãnh đó, mà nước chảy càng nhiều thì nó càng sâu. Nhất
khuyết sâu từ giữa mặt bằng hai bên là cỡ từ 2 đến 6 mét, có chỗ nó sâu như vậy đó. Đi lên á cô biết sao, không phải là mình đi lên cực khổ gì mà cái sợ đá rớt xuống bất cứ lúc nào. Tại vì đi mà không dám nhúc nhích chứ không phải mà chạy rầm 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 được đâu. Dạ, thì mới đầu lên không được, cái sao nói chung là nhóm tụi con mà cỡ nào cũng cài được, phải mò cho được, bước kiếm đường cá nửa ngày vậy á. À, rồi mới lên được. Rồi cái dần dần thì anh em có được người mở đường thì anh em sẽ lên được, nên là giờ thì cũng quen thuộc rồi, cũng vẫn lên được. Nhưng mà con nghe nói cũng có vài điểm khác cũng có sạt lở nữa nè, mà để chờ coi coi sao. Nghe nói ở núi Cô Tô cũng có nữa. Dạ, nhưng mà có cử một người bạn đi xác nhận coi làm sao. Cô Tô hình như trên Âu Tà Sóc. Âu Tà Sóc là ở núi Dài Vạn Liên. Âu Tà Sóc đã diễn ra rồi. Dạ. À, vừa rồi mình cũng đã chia sẻ với các bạn những hình ảnh tại nơi đá lở của núi Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây vị trí tại thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nha các bạn. Vào trưa ngày hôm nay, như các bạn cũng đã nhìn thấy rồi, tại hiện trường vụ lở đá thì hiện bây giờ không chỉ có một tảng đá lớn chắn ngang như những ngày trước mình đã chia sẻ với các bạn, mà có rất là nhiều những tảng đá, nhưng mà cũng không ai biết rằng đây là nhiều tảng đá rơi xuống hay là một tảng đá lớn rồi khi va vào tảng đá trước thì sẽ dở ra, cũng không ai biết được. Tại vì nghe một chú xe ôm ở người địa phương ở đây, chú cũng chia sẻ, chú nghe có một tiếng tiếng động, chú cũng nghi là đá lăn, nhưng mà chú không nghĩ là tại vị trí này. Rồi sau buổi sáng thì chú chở khách lên trên điện thờ Thạch Đại Đao để giếng và cúng, thì chú phát hiện là đoạn đường này không đi được. Chính vì vậy chú đã chở những bao cát ở dưới chân núi lên để mở thêm một con đường nhỏ ở phía bên phải màn hình các bạn nhìn thấy đó, để cho người dân và khách hành hương tạm thời di chuyển lên đây. Và lúc nãy mình có gặp đoàn chính quyền địa phương tại huyện Thoại Sơn cùng với các chuyên gia cũng đến khảo sát để ghi nhận tình hình và sẽ có phương án khắc phục như thế nào, thì các bạn chờ xem ha. Và phần video mình chia sẻ những hình ảnh tại nơi đá lăn tại huyện, tại núi Ba Thê, thị trấn Ốc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đến đây cũng xin tạm dừng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp.